Rồi, dứt điểm. Một cú sút chân trái, nhưng thủ môn đã phản xạ kịp thời. Cái nữa. Đưa đưa đưa. Một cú đá rất mạnh. Từ 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 từ. Quyết định sút xa. Đưa. Nhận bóng, trả về má ngoài, dứt điểm. Trong lúc nhặt trái banh thì quan sát thấy đồng đội đang chống trả bên trong nè. Tôi là Thi Freestyle. Hello anh em, hiện tại là ba anh em mình lại có mặt ở Đồng Tháp. Đi chung hoài trời. Hả Lan? Đi chung hoài vậy? Hả Lâu? Đó là có dây mà. Đi chung hoài vậy? Dây mà, đứt sao được. Dây này dây mạnh nhất Sài Gòn rồi. Không ai mạnh hơn được nữa. Bây giờ mình đang có mặt tại Đồng Tháp và sẽ check in khách sạn BB. Ok, đợi xíu nha. Lấy phòng xong thì kiếm sân banh đó banh. Sàn đẹp dữ ta. Khởi động đi. Kiếm sân banh. Ở sân banh mình phải động trỏ chứ mình. Nào khởi động là. Không, mình em xây thì xe. Xây xe hả? Trời, chán. Mình lấy cái phòng rẻ nhất của khách sạn này. 606 rồi đang. 602. Ồ, khách sạn đẹp quá. Ôi chà, bất ngờ vãi. Mặc dù hơi nhỏ nhưng mà vẫn rất là đẹp. Có thảm luôn. Gần đây có sân nào không? Để tìm tìm sân. Mình tìm một sân trên Google Maps gần gần đây. Mấy anh em ra xin đá banh ké. Ngày mai thì mình diễn show khai mạc giải bóng đá truyền hình Đồng Tháp với Long Lam đây. Nhưng mà tới sớm trước một ngày để đi đá banh. À quên, hành trình này ở Đồng Tháp và show diễn này của mình đã làm cách đây hơn một năm rồi mà giờ mới air clip, anh em thông cảm nha. À, đèn kìa, đèn còn mở có nghĩa là sân còn người đá đó. Ồ, rồi, ok. Ủa, năm hả? Năm hả? Chết rồi, có kèo nào mà mình đá được không ta? Nãy trên xe ra đây á, là cứ sợ là không có đội đá thôi. Nhưng mà may quá, vừa ra tới đội người ta chuẩn bị đá. Đây là sân bóng đá Khánh Nam, thành phố Cao Lãnh. Sau một hồi đi bắt chuyện và trao đổi thì cũng có đội chơi tụi mình đá rồi nha anh em. Quá tuyệt vời luôn. Được hả? Long xinh hả? Long nhanh quá. Ok. Vô. Vậy không? Thấy dây. Đá banh phải gỡ đồ này, đồ nghề ra. Đeo đồng hồ với đeo vòng là không được đá banh ha. Hôm nay mình mang đôi giày Umbro Chalira Pro 2. Giày này là giày futsal, cũng là đôi giày diễn của show ngày mai của mình luôn đó. Không có mang theo giày TF để đá. Anh em thấy mình quấn gói không? Thời điểm này là lúc mình mới hồi phục dây chằng chéo trước được 6 tháng. Sẵn anh em nào quan tâm cái vớ giống mình thì link trong phần mô tả nhé. Trời ơi, đập tay lát nữa chuyện nhau ghi bàn rồi. Sân này rộng. Lưới mới nè. Lưới dày vậy, không bao giờ sợ rách. Trận này cả hai đội hai bên đều không có đồng phục. Nhưng may quá, bên đối bên kia thua trước một trái nên phải cởi trần. Và cái quả bóng đang thi đấu là quả bóng size 5 dành cho sân 11 nha anh em. Nay xin đá ké nên vô đá đơn giản, một chạm là chính. Chứ vô múa múa liền, không khéo bị đuổi mất. Phản công cho đội bạn. Dứt điểm, không vào. Thêm một cú đá nữa. Cũng ông hay quá. Tiếp tục ban bật một chạm nè. Tình huống 3-2. Bóng được thả xuống đáy biên. Dứt điểm, không vào. Xích tí thì đồng đội đã có một pha ba na 30k rồi. Chạm nữa. Đây. Mở rộng ra biên để thoát sự áp sát của đối thủ. Thủ môn quyết định nhét bóng lên. Ây da. Như này có phạm lỗi không ta? Chà, anh em tự đá, không có trọng tài nên tự xử thôi. Chạm. Wow, nó chạm một chạm gọn gàng quá. Sau lưng đang chống chải, nhận bóng quay lên, thả ra biên. Hơ hơ, né giữ ta. Tính xin 30k nhưng không thành công. Rồi, phải gồng, từ, bên đây. Hây da, chuyền ngang hơi nhẹ rồi. Vậy luôn. Thủ môn xử lý chân hay quá.
Cơ hội dứt điểm. Gãy luôn. Cái nữa. Tôi được. Áo trắng cắt vào trong. Mình bước xuống cột 2. Chà. Trời mưa sân trơn nên đường bóng đi hơi nhanh. Quan sát bên trong, không thấy ai cắt vào hết nên trả về thôi. Thủ môn này chơi chân tốt lắm nè. Hay quá. Xuất xa. Chệt cột dọc. Đội bạn phá trái banh, suýt trúng cái máy quay. Trong lúc nhặt trái banh thì quan sát thấy đồng đội đang chống trả bên trong nè. Con... Ôi. Sao anh? Có vẻ như lúc ngã ra thì va này va trúng cái cột dọc. Chống anh ơi. Không sao, không sao. Sao anh kia? Sao, không sao. Không, tổng kia nha. May quá không bị sao cả. Và trận đấu lại tiếp tục. Một cú sút chân trái, nhưng thủ môn đã phản xạ kịp thời. Wow, bước một hay. Thủ môn đội mình đã lao lên rất cao. À, chết. Tốt. Tuyệt vời. Nghe giữa. Xì bo của ai nghe đã vậy. Nghe giữa. Thủ môn. Anh này chắc là cầu thủ xuống chụp tạm chứ không phải là thủ môn rồi. Bỏ luôn. Ngang được. Ngang được. Tình huống 3-2 rất chống chọi. Cột 2 nè, cột 2. Đường chuyền cột 2. Ây da. Ok. Một đường treo bóng vào trong. Cơ hội cho đội bạn. Cú dứt điểm trúng mông mình văng ra ngoài. Rồi, ok. Một tình huống rất là hỗn loạn. Tốt. Cơ hội phản công 2-1. Đối diện thủ môn. Hơi chậm rồi. Cắt. Pha bóng vừa rồi vô tình thành đường chuyền rất chống chải. Không vào. Đẩy bi bên phải đang rất chống chải. Di chuyển vào thôi. Và không có ai theo mình nên xin banh liên tục nè. Chuyền đi thủ môn ơi. Nhận bóng quay lên. Cơ hội dứt điểm. Trời ơi, chệt cột dọc. Động chân quá. Đây. Đội bạn đang áp sát thủ môn, không trả về được nên chuyển hướng sang cánh đối diện. Từ. Dứt điểm chân trái. Góc. Vẫn là mình đã phạt góc nha. Treo bóng vào trong. Trời ơi. Xích tí thì cắt được. Xuất xa. Ok bơ. Treo bóng cho đồng đội ở cột 2 rất chống chải. Không vào. Chạy về. Ây da, mất bóng nguy hiểm quá. Cái nữa. Đưa. Một cú đá rất mạnh. Thêm một cú đá nữa. Không bao. Từ. Quyết định xuất xa. Lòng đàn đá áo xanh trong kia. Lòng BK cũng là một freestyle giống mình. Nhưng đá cũng ngon lành lắm nha anh em. Thủ môn chạy chân tốt. Áo vàng này cũng tốt, số 20. Ok. Biên, đỡ biên. Tốt. Kỹ thuật dưới chơi. Xuất luôn. Trời ơi. Rất nhiều cú sút được thực hiện nhưng chưa có bàn thắng cho anh em bên đội mình. Chà, tốt thủ môn. quay gom, sáu gom. Sáu. Hay quá Long ơi. Cơ hội. Dạ, đưa cùng 2. Trời ơi, gôn hay. Lấy nè, trời ơi. Banh nảy. Wow. Ghê thiệt. Hay quá Long. Ngang, đá ngang luôn. Ok, sao vậy lại. Xoay lên luôn. Tuyệt vời. Ok. Tốt rồi. Hay quá, một chạm. Trời ơi, không đưa luôn. Trời. Chà, suốt hoài luôn.
Ơi, hay quá. Tuyệt vời, một hay vậy. Sao đâu. Hay quá, rất chóng chảy, bước một tốt. Gặt qua người. Vẫn còn. Rồi. À ha, chỉ trong vài phút là có liền hai bàn gỡ, đúng là futsal. Số 2 người. Em làm đó. Thủ bản 2. Tốt luôn. Làm gì làm đi. Lấy. Hay quá Long. Tốt rồi. Chà. Chạm ngon vậy. Về qua lượt. Đi luôn. Quá hay. Nói nữa giờ. Đúng rồi, kiếm tạp. Tốt không? Trời. Chà, một trận chân hay quá. Được. À. Hay quá không? Trời. Thua. Ừ, chúng sờ ngang. Kệ đâu ơi. Ôi là, cái anh hồi nãy bị đau vai, giờ đã vào lại rồi nha anh em. Hay quá. Cơ hội. Chiến trai. Ok, em tên gì? Gấu. Gấu hả? Ok, trở lại sân và thi đấu tiếp thôi. Chậm về được. Cái nữa. Cái nữa. Cái nữa. Đồng đội trở về. Dứt điểm được. Ây da. Đã gục hai cho Long ngon hơn. Long. Và bây giờ là tình huống 3-1. Đặt Long nè. Trời ơi. Chạy chơi góc. Đổ bên. Hay quá. Được. Đây, đây, đã. Tách ra đây, tách ra đây. Ây da, trái đó đồng đội tách ra bên phải là mình nhét lên rồi. Pha phá bóng lên bằng đầu của Long BK. Phản công. 2-1. Tình huống 2-1 mình thủ môn. Ghi bàn khung thành trống rất dễ dàng. Anh này mới hay nè. Tốn rồi. Wow, lên bóng rất tốc độ. Đường chuyền cột hơi. Trời ơi, chứ không vào nữa. Long xuôi rồi. Pha sàng bộ quá hay của thủ môn nữa bạn. Thả bên mình ngon hơn nè. Tiếp luôn Long, dĩ Long, được. Nhận bóng, trả về má ngoài, dứt điểm. Tên ơi. Thôi đâu. Tên. Ok, hết giờ. Vậy là kết thúc trận banh tại Cao Lãnh. Ok, cảm ơn em nha. Ok, ok, chuẩn bị đợi. Và mấy anh em đội bên này biết mình qua kênh YouTube nên xin tấm ảnh làm kỷ niệm. Quá vui luôn nè anh em. Cảm ơn mấy anh nha. Dạ. Cảm ơn mấy anh nha. Cảm ơn. Mới xuống. Ok, cảm ơn em nha. Chân nào anh? Chân này tốt nè. Bye bye mọi người nha. Thôi hẹn mấy anh. Hẹn mấy anh dịp sau nha. Bóng đá dễ kết nối. Được. Cứ xin vô đá. Xin vô đá là... Mà đá tốt. Mấy anh ở dưới đây cũng nhiệt tình. Đúng rồi. Nói chung là dân miền Tây bao giờ cũng vậy. Đối thủ cũng quen luôn. Yeah, nhưng mình... mà thật ra là hồi nãy anh vô anh không biết bắt đối bên nào. À. Long hay thiệt, bắt cái đối mạnh hơn là ok rồi. Giỏi thật nhưng mà thay đôi này thấy ok. Đá thì giỏi thật nhưng mà anh có đi nè, mang đôi này ok nè. Đá Long giỏi đôi này ok. Đá giỏi ok. Mới bằng cáo, đá hay thật. Tiện gặp Vương Cà Mau nơi xa xôi. Ok. Đây, ở chung khách sạn với lại
Hồ Chí Minh football vừa tịch xuống đây đá giải truyền hình Đồng Tháp nè. Có xe đẹp quá. Nên anh em đi xe riêng xuống nè. Xe này của bến xe tàu phà chạy qua. Chuyên nghiệp vãi. Hy vọng là sẽ còn đi nhiều thành phố khác đá banh như thế này. Anh em ủng hộ series này thì nhớ comment vào nha. Sáng hôm sau, mình và Long Lam có buổi biểu diễn khai mạc giải futsal truyền hình Đồng Tháp. Và sau màn trình diễn này thì cũng kết thúc hành trình đi đá bóng của mình tại Cao Lãnh. Như thường lệ, anh em thấy hay thì like và đăng ký kênh, cùng đón chờ các clip của mình trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Trọng Thi, xin chào, hẹn gặp lại.